Việt Nam đứng thứ tư trên toàn cầu về lượt tải xuống ứng dụng với trung bình 10.000 lượt tải mỗi phút và người dùng dành 4 giờ mỗi ngày cho các ứng dụng. Việt Nam có 1.500 nhà phát hành ứng dụng với nhiều cái tên thành công, đặc biệt là game. Tốc độ tăng trưởng hàng năm hiện là 10,96% và dự kiến đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Tuy nhiên, không ít nhà phát triển ứng dụng Việt Nam còn thiếu kiến thức, nguồn lực và đào tạo cần thiết để tận dụng những cơ hội này Khảo sát xu hướng và thách thức trong gia tăng doanh thu từ ứng dụng tại Việt Nam của Jandex S cho thấy 64% nhà phát hành ứng dụng không đủ nguồn lực để gia tăng doanh thu, phần lớn dựa vào thông tin tự học hoặc trên mạng Internet. Trên thực tế, có nhiều chiến lược gia tăng doanh thu khác nhau, đóng vai trò quan trọng vào thành công của ứng dụng, mua hàng trong ứng dụng, đăng ký và doanh thu dựa trên quảng cáo. Tuy nhiên, nhà phát triển phải cân bằng giữa trải nghiệm người dùng với việc tạo ra doanh thu, đồng thời cân nhắc các yếu tố như vị trí đặt quảng cáo, tần suất, và mức độ liên quan để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng mà không ảnh hưởng đến tiềm năng gia tăng doanh thu